Xin chào các bạn. Hôm nay Đại Lý Phụ Kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là bàn phím giả cơ của Motospeed K40. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Đây là vỏ bên ngoài sản phẩm, rất thời trang, nền đỏ, tím đen. Mã Glycode. Bên ngoài vỏ hộp không có gì ấn tượng. Ở đây là một số các thông tin kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Đó. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Rất chắc chắn các bạn ạ. Thiết kế nhựa nguyên khối đấy, rất chắc chắn. Góc kê cũng rất tuyệt vời đấy. Nổ nghiêng vát rất tuyệt vời. Các bạn có thể xem. Kim rất dày dặn. Rất chắc chắn các bạn ạ. Rãnh thoát nước. Mình sẽ cắm thử cho các bạn nhé. Có các đế chống trơn trượt cao su. Ống này không có led rồi, bản tính thông thường thôi các bạn ạ. Không led, không đèn laser, không phím function. Nói chung là phổ thông nhưng mà chất lượng khá là ổn đấy các bạn ạ. Thử dạy thêm xem phím giả cơ. Các bạn có nhìn rõ, cũng bình thường thôi, nhưng mà chất lượng thì ra là cũng ok đấy, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Logo Motospeed gắn ở trên tab 3. Hàng bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng Đại Lý Phụ Kiện. Thì vẫn rất nhẹ. Đại Lý Phụ Kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Cơ Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.